Mơ thấy hoa hồng, cẩn thận có tình địch, mỗi giấc mơ mang một ý nghĩa khác nhau. Ẩn ý trong giấc mơ về các loại hoa cũng khác nhau. Mơ thấy hoa đào thì tình yêu tốt đẹp, mơ thấy hoa hồng thì cẩn thận tình địch xuất hiện, mơ thấy hoa là điềm gì, mơ thấy hoa nở là điềm báo quan hệ bạn bè có khả năng xa rời, người bạn thân của mình có tình yêu bận bịu hẹn hò mà không có thời gian dành cho bạn. Gặp hoa đào nở rộ là ngụ ý toàn thể vận trình một bước tiến một bước lui. Gặp chuyện tốt lành thì có tiềm ẩn sự việc khiến bạn thất vọng. Lúc này bạn tốt nhất nên giữ bình tĩnh không nên quá lơ là mà gặp khó khăn bất ngờ. Giải mã giấc mơ thấy một vùng đầy hoa là ngụ ý tình cảm anh em hòa thuận, tốt đẹp, thời gian nửa năm sẽ không cãi cọ, mâu thuẫn. Mơ thấy hoa cúc nở là ngụ ý tiền tài sắp nở rộ. Mơ thấy hoa đào bị gió thổi bay là ngụ ý tình yêu tốt đẹp, có thể kỳ vọng vào các buổi hẹn hò hạnh phúc. Bạn có thể đi xem phim, đi hát hay tham gia live show, giải mộng giấc mơ thấy hoa hướng dương nở rộ và đung đưa rất đẹp là bạn sắp được nửa kia chú ý, mơ thấy hoa trà nở là chuyện tình yêu phát triển, tâm lý hai người rất gần gũi phải ngày nào cũng gặp nhau khiến người khác lo lắng. Mơ thấy hoa hồng nở thì cảnh giác, tình địch sắp xuất hiện. Có thể bạn chưa biết bí ẩn giấc mơ thấy hoa hồng. Mơ thấy hoa nên chọn số mấy, dựa trên sổ mơ những con số liên quan đến giấc mơ thấy hoa nở có thể mang đến vận may cho bạn không chừng. Nếu bạn mơ thấy hoa chung chung có thể chọn số 39, 74, 26, 56, nằm mê thấy vườn hoa, 01, 81, chim bao thấy hoa màu trắng, 00, nằm mộng thấy hoa nở thì số may mắn là 12, 42, ngủ mơ thấy hoa hồng nở, 59, 92. Trong giấc mơ nhìn thấy hoa nở trên sa mạc khô cằn, 48, 84, ngủ mơ thấy bông hoa bị héo có thể thử vận may với số 03, 48, trong mơ thấy bông hoa. Đang bay con số may mắn có thể là 89, 93, nằm mộng thấy hoa hồng có thể chọn số 23, 09, trong giấc mơ thấy hoa cúc, 43, 60.